Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang tập thể dục với chiếc vòng này, đằng nóc vòng này các bạn. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Trước tiên là với bộ đồ này thì mình sẽ tô màu xanh. Xanh này thì khá là nổi. Các bạn có thể xem hết video để xem mình hoàn thành bức tranh này nhé. Mái tóc thì mình sẽ tô màu cam nha, vàng cam này. Mình sẽ tô màu hồng nha.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô gái đang nắp vòng này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.